Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đón để lên sản phẩm mới ngày hôm nay. Sản phẩm mới ngày hôm nay em đưa lên kênh là hai chiếc đài Nationa. Một chiếc là RX-C40 và một chiếc RX-C32. Thì hai sản phẩm này thì được sản xuất vào năm 1976 và cái chiếc RX-C40 thì sản xuất vào năm 1980. Theo em tra cái thông tin tài liệu của trên trang chủ của Nationa là như vậy. Thì nếu như mà trong quá trình mà thông tin nó không được chính xác thì các bác có thể để lại bình luận ở phía dưới. Thứ nhất, về Thế Giới Đài thì cũng phải chia sẻ với các bác như thế này. Các bác mua hàng của Thế Giới Đài thì các bác được 7 cái hơn các ở các nơi khác. Thứ nhất là bên Thế Giới Đài công khai giá bán sản phẩm. Cái thứ hai nữa là sản phẩm bán thì bên em có bảo hành. Nghĩa là có những sản phẩm thì được bảo hành 1 tháng, có những sản phẩm bảo hành 3 tháng và có những sản phẩm bảo hành 12 tháng. Cái thứ ba nữa là được phép đổi trả sản phẩm nếu như không đúng như cam kết. Nghĩa là trong video thì thường bọn em sẽ cam kết sản phẩm là nội dung rất là rõ ràng trong video. Thế nếu các bác mà nhận hàng mà các bác không thấy đúng như ở video mô tả thì các bác có quyền từ chối không nhận hàng. Hoặc đã nhận hàng rồi và đã thanh toán tiền rồi thì các bác được gửi trả sản phẩm, bên em nhận lại và gửi lại các bác 100% tiền. Và tiếp theo nữa là các bác nâng cấp sản phẩm thì được đổi các. Ví dụ như các bác mua sản phẩm cũ cách đây 1-2 năm nhưng mà các bác thấy trên kênh xuất hiện nhiều sản phẩm mới mà ưng hơn, các bác có thể liên hệ với Thế Giới Đài để đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm mới và cắt thêm tiền. Và cái sản phẩm đổi thì các bác sẽ phải trừ những giá trị nhất định, bởi vì trừ đây là trừ cái giá trị sử dụng là một. Bên thứ hai là sau khi Thế Giới Đài về thì còn phải bảo dưỡng rồi thay thế các phần vật tư phụ, vì thế nên là sẽ bị trừ chi phí. Còn chi phí trừ bao nhiêu thì các bác sẽ được Thế Giới Đài thông báo cụ thể. Cái thứ ba là các bác, cái tiếp theo ấy là các bác mua hàng ấy thì hoàn toàn không phải cọc tiền đối với sản phẩm dưới 5 triệu đồng. Nghĩa là cọc tiền là thế nào? Nghĩa là các bác không phải trả bất kỳ một chi phí gì. Các bác chỉ cần ưng hàng, ưng sản phẩm, bên em ship đến tận nơi. Ship thì là ship bằng COD hay còn gọi là ship code, bằng dịch vụ vận chuyển. Các bác đến tận nơi kiểm tra và trả tiền. Kể cả những sản phẩm đắt tiền hơn, nếu các bác đã mua hàng lần 2 thì cũng không phải cọc tiền. Và bên em thì miễn phí ship sản phẩm khu vực nội thành Hà Nội. Nghĩa là các bác mua trong nội thành Hà Nội thì được miễn phí ship hoàn toàn. Thì còn ở xa thì các bác phải chịu phí ship. Đấy, còn phí ship thì bọn em cũng công khai phí ship là bao nhiêu tiền cho các bác. Ví dụ như là khu vực Bắc Ninh là bao nhiêu, rồi các bán kính từ của Hà Nội đến Thanh Hóa, Hạ Vinh nó có chi tiết khi các bác quyết định mua hàng. Em thì trong khoảng tầm 1 tháng trở lại đây thì em bị viêm xoang rất là nặng. Vì thế nên là nói nó rất là nín mũi, rất là khó nghe, nên là các bác hết sức thông cảm. Thế thì nói về sản phẩm Nationa C32 trước. Nationa C32 thì được sản xuất vào năm 1976. Còn Nationa C40 thì được sản xuất vào năm 1980. Đấy, thế thì hai sản phẩm trên thì đều hoạt động hoàn hảo. Nhưng riêng sản phẩm Nationa C40 ở phía trên thì nó bị đứt cái dây dò sóng. Nghĩa là các bác vẫn mở được bình thường nhưng chỉ khác là cái vạch dò sóng thì nó không chạy đi chạy lại được thôi. Đấy, em thì không có thời gian để xử lý nên là đăng lên bán cho các bác. Thì về hình thức của chiếc đài này thì em quay luôn để cho các bác nào quan tâm thì ủng hộ em. Và em cũng sẽ có kèm giá chi tiết ở bên dưới để các bác yên tâm khi mua hàng. Em thử tính camera lại gần nhá. Em quay Nationa C32 trước. À, C42-40 trước. Đây. Sản phẩm thì lành lặn, không nứt vỡ, không sức sẹo gì hết và cũng hoạt động hoàn hảo, chỉ có duy nhất là đứt dây sóng thôi. Đứt dây sóng này thì Nationa nó thiết kế cái dây sóng rất là thông minh, nó không như là Sony.
Nếu của Sony ấy, thì đứt dây sóng thì không thể dùng được, nhưng mà của Nationa thì cái dây sóng của nó chỉ gọi là để chạy cái biểu tượng này thôi. Đây, nghĩa là đứt này, nhưng mà vẫn đài vẫn dò được bình thường. Đấy, nó chỉ là không chạy cái kim thôi. Đấy. Sở hữu thì 5 cần gạt Aquarizer này. Con này thì là FM 4 giải tần số. À, con này là radio 4 giải tần số, xin lỗi các bác. Radio là 4 giải tần số, gồm có FM, AM và hai giải sóng ngắn nữa. Hai giải này chỉ dùng ở nước ngoài thôi. Đấy. Con này thì có thể cả chỉnh cả mono này. Stereo này. Con này có cả tính năng nghe cassette này, nghe radio này, nghe line in. Nghe line in là cái tính năng mà các bác có thể kết nối ở điện thoại bên ngoài vào. Đấy. Các bác có thể cắm lỗ tai nghe. Và con này sở hữu cả FM stereo. Stereo là như nào? Stereo thì là nó làm cho cái giải FM nó rất là trong, được chỉnh bằng cái này. Đấy. Và em cũng phải nói với bác là cái tem này là tem zin nhá. Tem zin từ năm 1976 đến bây giờ nhá, không phải là tem dán đâu ạ. Tem zin 100%. Còn đây là cái nút mà chỉnh các bác cho băng chạy hai chiều bằng chế độ bằng tay. Đấy. Đây gần cần gạt Aqualizer thì tất cả cần gạt này đều hoạt động hoàn hảo hết nhá. Đấy, hai đây nó có mấy cái đèn này là đèn báo để mà các bác biết là băng đang chạy chiều chiều ngược hay chiều xuôi. Chỉnh volume. Đấy. Các tính năng thì hoạt động hết. Cũ theo thời gian, từ 1976 đến bây giờ bác bảo mấy chục năm tuổi rồi thì những cái đường mạ của nó này nó đã bị giảm mờ, xước, không phải xước mà nó bị dạng như là đã cũ. Đấy. Tiếng con này thì nghe là rất hay. Đấy. Em xin giới thiệu tiếp xuống đến con Nationa C32. C32 này thì được sản xuất vào năm 1976. Đường kính loa này của nó là 16 cm. Con này nghe nhạc vàng thì em nói thật với các bác là chấm hết luôn. Đấy, em quay một vòng nhá, xong thì em giới thiệu một nút chức năng của nó. Sản phẩm này sản xuất tại Nhật, xuất đi châu Âu vì thế nên tất cả các tiếng, cái ngôn ngữ của nó là bằng bằng tiếng Anh hết. Các bác mua thì các bác muốn dùng điện 110 thì các bác gạt sang cầu 110. Các bác muốn dùng điện 220 thì gạt sang cầu 220. Em đang gạt cầu 220. Đây. Cái nút này này là nút chỉnh sóng này. Con này radio cũng 4 giải tần số. Nhưng ở Việt Nam thì chỉ dùng hai thôi. AM và FM. Đấy. Con này thì nghe được cả tape, các bạn để ý là chữ tape này là nghe băng, radio này, line in. Và con này cũng có hai chế độ nghe, đó là nghe mono và stereo. Đấy, dòng Nationa thì nó hay thiết kế kiểu như thế. Còn nút là chỉnh volume, còn này là cái ba lăng là cái chỉnh cân bằng loa, nghĩa là bác vặn hơi này thì là loa trái, bạn nên loa phải. Cũng sở hữu 5 cần gạt Aqualizer. Đấy. Sản phẩm từ bên em bán thì cam kết là zin, có thể cũ thời gian, không bông má tút tát. Rồi bây giờ em sẽ cho camera xuống và chuẩn bị phần test tính năng để cho các bác nghe chất âm của nó. Em băng lại ạ. Đấy. Có rất nhiều bác hỏi là tại sao tôi thấy chú test băng nó hay thế. Cũng phải nói với các bác này, cuốn băng này của em thì nó rất là đắt tiền. Nó là xương nhôm băng tép 2, nghĩa là băng ghi đi ghi lại được nhiều lần. Và cuốn băng này là sợi chrome, vì thế nên là giá của nó cũng không rẻ. Em chuyên thu các bài tuyển chọn vào đây để test đài cho các bác nghe. Và băng này, cuốn băng này có giá là 2 triệu. Đấy, nhưng băng này thì em không bán. Đấy. Còn bác nào mà có nhu cầu thì mua thì em sẽ bán cho cuốn mới tinh. Nhưng cuốn 2 triệu là chưa bao gồm chi phí thu. Thu của cái này thì là nó phải dùng đầu tư metan thu được. Đấy. Ngày xưa thì các bạn phòng thu ấy thì nó có dùng cái băng này làm băng cái để thu các sang các băng con. Nghĩa là băng này là dạng như là gọi là classical basic, nghĩa là nó dùng là gọi tiếng Anh thì nó nói như vậy, nhưng mà mình hiểu nôm na nó là cái băng cái. Đấy, bây giờ em sẽ test tính năng cho nó các bác nghe nhé. Dòng Nationa thì thiên về nghe nhạc vàng.
chất âm của dòng Na Tiêu Na thì em được đánh giá rất là cao, bởi vì âm thanh của nó khá chi tiết, to rõ ràng. Em xin chuyển sang test tính năng của chiếc Na Tiêu Na C40. Em sẽ test đọc cái băng này cho các bạn nghe. Thử bằng cho các bác nghe bằng cuốn băng sợi chrome này xem cái chất âm của nó sẽ sáng hơn rất là nhiều nhé. Xin kết thúc phần test tính năng của hai chiếc đài này tại đây. Hai chiếc đài này thì hoạt động hoàn hảo các chức năng, cả băng lẫn đài, như là cả băng cassette và radio. Giá của chiếc Na Tiêu Na này là 1.600.000 chưa bao gồm phí ship. Giá của chiếc Na Tiêu Na C40 này là 2.500.000 chưa bao gồm phí ship. Các bạn ở khu vực nội thành Hà Nội được miễn phí, các bạn ở xa thì phải chịu phí. Thế thì các bác nếu quan tâm ủng hộ sản phẩm thì em sẽ gửi cho các bác đúng như video cam kết. Các bác mà muốn sở hữu thêm băng thì đối với cuốn băng này là băng Maxell, băng mới 100%, băng này băng tiếp 2, em đang bán giá là 250.000 và bao gồm cả chi phí thu thì thu theo chọn lọc hoặc những chủ đề có sẵn. Và một cuốn băng nữa thì giá là 150.000 băng mới tinh. Đấy. Khi các bác đã có sản phẩm đài chất lượng cao rồi thì các bác cũng phải nên mua những sản phẩm băng. Băng ấy thì mới thì các bác nghe nó có do cho ra các bác chất âm hay được. Thế còn các bác mà xài những cuốn băng cũ, đây những cuốn băng này thì cũ thì nó có ở thị trường khoảng tầm từ những năm 80-90 rồi thì nó cũ rồi, thì chất lượng của nó không nghe không tốt được. Vì thế nên là các bác nhiều bác thì nghe những cuốn băng cũ xong thì nhiều khi nó bị rối băng, cứ đổ hỏng đài tại đài, nhưng mà hoàn toàn không phải ạ. Khi mà cuốn băng cũ thì muốn sử dụng được phải dùng thiết bị để xả hết đi, bởi vì để nó có bụi đấy thì mới dùng được. Hoặc là nhưng mà nói chung là không nên dùng băng cũ. Băng cũ quá thì sẽ chất lượng không hay, và nói chung là nó ảnh hưởng đến cả việc mà rối băng, rối biếc. Còn rối băng thì một phần là cũng do đài, nhưng mà phần đa nhiều là do băng. Em xin kết thúc phần test tính năng của hai chiếc đài cũng như là giới thiệu hai chiếc đài tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo vào 20 giờ tất cả các ngày trong tuần, em đều đưa video lên để giới thiệu sản phẩm. Xin hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.